Cây cầu Rod Alfarad Asis dài 16,7 km, rộng 64,7 m, bắc qua sông Nin gồm 5 nhịp nối các khu vực phía Bắc và Đông Cairo với phía Tây Cairo. Đại diện Kỷ lục Thế giới Guinness tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi, Tala Omar cho biết Rod Alfarad Asis sẽ được ghi vào sách Kỷ lục Guinness là cây cầu treo rộng nhất thế giới. Dự án xây dựng cây cầu treo này do cơ quan xây dựng thuộc lực lượng vũ trang phối hợp với một công ty trong nước thực hiện. Giới chức Ai Cập cho biết dự án này đã được hoàn tất trong 2 năm với sự tham gia của khoảng 4.000 kỹ sư, kỹ thuật viên và công nhân. Kinh phí hoàn thành cây cầu này là khoảng 9,9 tỷ đô la Mỹ.